Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, anh Sòng Xeo Vũ, 29 tuổi, người dân của thôn đã không quản đến an toàn của bản thân. Liều mình vượt qua dòng lũ và đã cứu được 5 người. Anh Vũ cho biết, hôm đó anh cùng một số họ hàng sang nhà anh trai bắt cá khi đang đứng giữa sân chia cá cho từng nhà, anh nghe tiếng ầm ầm từ trên cao. Ngước nhìn về phía thôn, một cột bùn đất như thác bất ngờ đổ ập xuống, cuốn trôi nhiều nhà cửa, trong đó có nhà của anh. Anh Vũ hoảng loạn chạy về, may mắn cứu được con của mình đang mắc kẹt ở bụi tre. Đưa được con lên bờ, anh thấy bờ bên có 5 người mắc kẹt đang kêu cứu. Lúc này, anh không quản nguy hiểm, xông ra giữa dòng nước xiết, đưa họ vào an toàn. Anh Vũ chia sẻ, lúc đó nước lũ có thể tiếp tục ập xuống rất nguy hiểm. Nhưng thời khắc như vậy mình không nghĩ được nhiều, chỉ biết cứu người là trên hết. Anh Ma A Vung, 27 tuổi, một người đã được anh Vũ cứu trong vụ sạt lở chia sẻ. Ngay khi nghe tiếng ầm ầm trên đỉnh đồi cùng tiếng đá đập vào nhau phát ra những tiếng nổ lớn như sấm rền. Anh Vung vừa chạy ra khỏi nhà thì nước lũ trên đỉnh ập xuống cuốn anh theo dòng nước. Anh Vung kể. Tôi rất may mắn, căn nhà mình trôi phía sau đã che chắn những hòn đá lớn, không đập vào người. Tôi bị trôi khoảng hơn 200 mét, thì bị dòng xoáy cuốn vào gốc cây và bị mắc kẹt ở đó, cho đến khi được anh Vũ cứu. Khi bị mắc kẹt ở gốc cây, anh Vung đã cố lấy hết sức kêu cứu. Rất may, anh Vũ vừa cứu con trai mình lên bờ, nghe thấy tiếng hô hoán, đã liều mình ao ra giữa dòng nước lũ, cứu anh Vung vào bờ an toàn. Chị Tráng Thị Lây, 41 tuổi, ở thôn Nậm Tông cũng cho biết gia đình chị sống sót là điều thần kỳ nhờ vào sự dũng cảm của anh Vũ. Rất may, chị cùng với con và cháu nội đều đã thoát nạn. Cả ba người đang được điều trị tại các bệnh viện và sức khỏe của mọi người đã ổn định. Trước đó, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, bất ngờ đổ sập xuống sau những ngày mưa lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, khung cảnh nơi đây trở nên hoang tàn. Hàng nghìn khối đất đá, cây cối theo dòng suối trôi xuống san phẳng nơi sinh sống của các hộ dân thôn Nậm Tông. Vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng về người và của. Trong những ngày qua, việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá sạt lở xuống rất nhiều. Chiều 17 tháng 9, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm hai nạn nhân trong số 18 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đến 6 giờ ngày 18 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể trong vụ sạt lở, hiện còn 5 người mất tích. Được biết, trường trung cấp 24 biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử cán bộ cùng 5 chó nghiệp vụ đến hiện trường hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Do địa hình bị chia cắt, đội cảnh khuyển phải dừng chân cách hiện trường tìm kiếm 10 km, tiếp tục được vận chuyển vào bằng xe công nông. Ngay sau khi cơ động đến hiện trường, các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm, và đưa thi thể các nạn nhân về gia đình để tổ chức an táng. Trước đó vào chiều mùng 10 tháng 9, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông bất ngờ ập xuống sau những ngày mưa lớn, vùi lấp 8 ngôi nhà làm 18 người mất tích, 11 người bị thương. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, các lực lượng đã tìm thấy thi thể của 11 người, hai nạn nhân được tìm thấy vào chiều qua, hiện còn 5 người mất tích. Sau bão Eiji và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở đất khiến nhiều địa phương phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, Lào Cai là tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất. Riêng trận sạt lở, lũ quét tại Làng Nủ, huyện Bảo Yên đã săn phẳng 33 nóc nhà. Làng Nủ trải qua đại nạn, nhưng bà con dân tộc Tây nơi đây dường như vẫn chưa hình dung hết những gì đã xảy ra. Như ác mộng, nhiều người nhắc đến điều này bởi nhiều năm qua, nơi đây vẫn là trốn yên bình. Nhưng giờ đây, có lẽ chỉ còn là nỗi ám ảnh. Ở Làng Nủ, Cơn mưa giờ đã thành nỗi ám ảnh của người dân. Theo lời của người dân, ở các tỉnh miền Trung, trước khi sạt lở thì trên lưng núi xuất hiện vài con suối lạ, như lời cảnh báo của thiên nhiên. Sau đó là nước đục ngầu màu đất tuôn chảy. Còn ở thôn làng nủ, tất cả như một âm mưu bí mật của thiên nhiên. Nhiều người khi được hỏi, thử nhớ lại là đã thấy điều gì lạ thường trước đó thì ai nấy đều lắc đầu, không thấy gì lạ, cho tới khi nghe tiếng ầm ầm như máy bay trực thăng như chiếc xe chở hàng quá tải lên dốc. Sau đó thì thôn làng nủ tan hoang. Trong khi đó, theo các chuyên gia, có 5 nguyên nhân khiến lũ quét sạt lở tàn phá làng nủ, gồm yếu tố địa hình, độ dốc, địa chất, ảnh hưởng biến đổi khí hậu với những đợt mưa lớn sau bão là nguyên nhân kích hoạt lũ quét sạt lở tại làng nủ tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh vùng núi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Lựu, điều phối viên chương trình thạc sĩ công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước, trường Đại học Việt Đức, cho biết có nhiều nguyên nhân gây ra lũ quét, nhưng chủ yếu do mưa nhiều và tích tụ nước trên đỉnh đồi núi có nền địa chất yếu sau các trận mưa lớn và dài. Khi ngậm nhiều nước, liên kết trong đất trên các đồi núi chọc trở nên lỏng lẻo, bị tơi ra, gây ra sạt lở và lũ quét. Ngoài ra, hiện tượng sạt lở đất là hậu quả của sự xuất hiện các chấn động địa chất tự nhiên do hiện tượng phong hóa hoặc thay đổi độ ẩm trong đất, dịch chuyển của kết cấu bảo vệ của phần chân của mái dốc. Kết quả của những chấn động tự nhiên làm mất liên kết của đất đá trên sườn đồi và núi ở vùng có địa hình dốc lớn, địa chất yếu, có độ rộng lớn, vùng đất pha cát đá và vùng rừng thưa. Nó cũng có thể do địa hình ở đồi núi cao, dốc lớn, xây dựng công trình thiếu nghiên cứu các yếu tố địa chất. Song thạc sĩ Thái Bá Ngọc, chuyên gia về địa chất môi trường, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Mặc dù yếu tố kích hoạt trượt lở đất đá là mưa lớn, việc có xảy ra sạt lở đất hay không còn tùy thuộc vào tính chất địa hình, độ dốc, địa chất ở nơi khác nhau. Điều này cũng lý giải nguyên nhân các tỉnh như lào cai, yên bái, cao bằng hứng chịu lũ quét, sạt lở hàng loạt. Bên cạnh đó, chuyên gia đánh giá sự chuyển pha từ enino sang la Nina khiến thời tiết phức tạp, cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến la Nina có yếu tố dị thường tác động mạnh hơn khiến mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng và kéo dài. Ngoài ra, tại các sông hoặc sườn dốc có độ dốc cao và các mái dốc chịu tác động của hoạt động của con người như phá rừng và cắt xẻ dốc có khuynh hướng phổ biến xảy ra tai biến địa chất. Sáng 18 tháng 9, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đến 10 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thêm một nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét tại làng Nủ. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Sứ, 56 tuổi. Ông Sứ là chủ hộ của gia đình có 4 người và cả gia đình đều được xác định đã tử vong, mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm hai người là ông Nguyễn Văn Sứ và bà Hoàng Thị Mui, 87 tuổi. Còn hai người mất tích là bà Nguyễn Thị Mẫn, 56 tuổi và anh Nguyễn Văn Vũ, 32 tuổi. Hiện nay, tại thôn Làng Nủ, tổng số nạn nhân thiệt mạng và mất tích là 66 người, trong đó số người mất tích là 13 người. Trước đó, theo số liệu thống kê, số người thiệt mạng và mất tích sau vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ là 95 người. Theo lý giải của lực lượng chức năng, việc giảm trường hợp mất mạng và mất tích là do một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương. Một số trường hợp nghe tin nhưng lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về. Một số trường hợp ở riêng đi làm ăn xa nhưng gia đình bố mẹ không biết. Do đó lúc đầu báo mất tích. Bên cạnh đó còn do thời điểm xảy ra lũ quét, thông tin liên lạc bị ngắt, gián đoạn, giao thông bị chia cắt dẫn đến chưa kịp thời thống kê, báo cáo. Yeah.